Capitaland chúng tôi là một trong những tập đoàn bất động sản lớn nhất châu Á và hiện nay có trụ sở chính được đặt tại Singapore. Và cái lĩnh vực đầu tư Capitaland là nó sẽ trải dài cho rất nhiều cái lĩnh vực, ví dụ như là khu bán lẻ, khu phức hợp, nhà ở, căn hộ dịch vụ v.v. Thì hiện nay Capitaland chúng tôi đã có mặt trên hơn 250 thành phố như hơn 30 quốc gia trên toàn thế giới. Thì hiện tại đối với Capitaland thì chúng tôi phát triển rất mạnh ở Singapore. Nếu mà các bạn có đi Singapore chơi rồi thì các bạn sẽ nhìn thấy Capitaland logo ở tất cả mọi nơi, và đó cũng là một trong những niềm tự hào của những nhân viên ở Capitaland chúng tôi. Ngoài ra ở thị trường Trung Quốc cũng là một thị trường mà Capitaland phát triển rất mạnh. Nhưng bên cạnh đó, song song đây thì chúng tôi vẫn tiếp tục phát triển thêm ở các thị trường mới cốt lõi hơn, cốt lõi ví dụ như là Ấn Độ, Việt Nam, châu Âu, Mỹ, Úc, vân vân ha. Thì nếu mà nói về chiến lược của Capitaland thì hiện nay Capitaland chúng tôi chia thành hai mảng. Thứ nhất là Capitaland Investment và Capitaland Development. Thì Capitaland Investment chúng ta sẽ focus, họ sẽ focus hơn về các mảng đầu tư lớn. Còn riêng đối với Capitaland Development thì chúng tôi sẽ là một cái bộ phận là cái tiền tác xây dựng và phát triển ha. Để mà nói về Capitaland thì ngoài tất cả những rất là nhiều cái mảng lĩnh vực mà chúng ta đang hành động thì chắc chắn là chúng tôi phải chia sẻ cho các bạn biết là một cái thông tin rất quan trọng là Ascot cũng là một trong những thành viên của Capitaland. Và hiện nay nếu mà chúng ta đi trên 300 thành phố trên toàn thế giới, như khoảng 30 quốc gia trên toàn thế giới, thì chúng ta sẽ nhìn thấy khoảng 15 cái brand name, ví dụ như là The Ascot, Somerset, City Lab, Press Collection, Harvest, Vertu, v.v. là đều thuộc của The Ascot, và đây là một trong những thành viên Capitaland. Còn riêng đối với Ascot ở Việt Nam thì chúng ta sẽ có ba cái thương hiệu quen thuộc hơn, đó chính là The Ascot, Citadin và Somerset. Thì hầu như ba cái thương hiệu này đều có mặt trên tất cả các thành phố lớn của đất nước Việt Nam rồi. Nếu mà nói về Capitaland Việt Nam thì chúng tôi là Capitaland Development. Hiện nay Capitaland chúng tôi đã xây dựng được hơn 7.300 căn hộ trên mặt đất Việt Nam với hai khu nhà phức hợp và một khu bán lẻ. Và ha, đối với công ty Capitaland chúng ta, chúng tôi văn phòng chính, chúng tôi có hai phòng chính, một phòng chính ở thành phố Hồ Chí Minh là hiện tại đang ở ngôi nhà Đức Lê Duẩn, và một văn phòng chính ở Hà Nội là chính ở nhà và nhà Cát Tường Lai. Capitaland chúng tôi là một cái chủ đầu tư mà chúng tôi cam kết sẽ phát triển lâu dài và bền vững ở Việt Nam. Tính đến năm 2022 thì chúng tôi đã phát triển được 28 năm với rất nhiều bề dày thành tích được ghi nhận ở đất nước Việt Nam. Thì khi mà chúng tôi đi sâu hơn về quá trình phát triển ở Việt Nam thì đầu tiên chúng tôi xin phép được giới thiệu là đầu tiên chúng tôi về nước Việt Nam vào năm 1994 ở khu vực miền Bắc. Thì lúc này chúng tôi xây dựng những tòa nhà đầu tiên là tòa nhà Bang Pacific cũng như là cái Somerset Westlake. Thì sau đó đến năm 1996 và 1997 thì chúng tôi tiếp tục nam tiến vào thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng thêm hai cái Somerset nữa, một cái là đường Nguyễn Minh Khai, một cái đường Nguyễn Khiêm. Ở đây đảm bảo rất nhiều các bạn cũng biết. Rồi tiếp theo đến năm 2007 thì đây là cái năm đầu tiên mà các tên bắt đầu xây dựng dự án nhỏ, là bắt đầu dự án là dự án The Vista. Đây là một dự án gây ra một tiếng vang rất lớn trong cái thị trường căn hộ cao cấp ở thời điểm đó. Tiếp theo đến năm 2013, 2014, 2015, 2016 thì chúng tôi tiếp tục ra mắt thêm rất nhiều các dự án với rất nhiều thành công mới, ví dụ như là dự án thuộc phân khúc trung cấp thì chúng tôi có dự án Park Spring Krista. Tiếp theo dự án thuộc phân khúc cao cấp thì chúng tôi có dự án Vista Verde, Felix Vista và Dimension. Ngoài ra thì cùng thời điểm này ở ngoài Hà Nội vào năm 2015 chúng tôi có thêm một dự án nữa là dự án Season Avenue nằm ở quận Hà Đông. Sau đó thì đến năm 2018 chúng tôi cũng lại tiếp tục xây dựng và bán thành công dự án gây ra một tiếng vang rất là lớn ở khu vực Thảo Điền thời điểm đó. Đó là dự án The Edge Thảo Điền với mức giá bán có thể gọi là rất cao vào thời điểm đó, nhưng mà chúng tôi đã bán hết gần như 100% trong một tháng đầu bán thôi. Tiếp theo thì ở đến quận 4 vào năm 2018 thì chúng tôi có dự án là dự án De La Salle. Tiếp theo thì đến 2019 thì chúng tôi có những dự án tiếp theo, ví dụ như là Somerset Felix Vista cũng rất là thành công. Sau đó thì đến 2021
thì tất cả chúng ta đều biết đây là cái thời điểm mà Việt Nam cũng như toàn thế giới mình phải phát sinh với lại một cái vấn đề là dịch Covid, nên cái thời điểm này chúng tôi cũng không ra mắt gì mới. Nhưng mà đến năm 2021 khi đất nước Việt Nam mình vừa mới mở cửa ra thì chúng tôi ngay lập tức đã có thêm dự án là dự án DeFi ở thẳng với lợi với mức giá cũng là từ 1 triệu đô một căn cho đến 3,5 triệu đô một căn. Và tiếp theo mới hồi tháng trước chúng tôi có thêm một dự án ở Hà Nội là Hotel Westlake Hà Nội cũng đạt được thành công rất là vang dội. Đối với nhà đầu tư, đối với chủ đầu tư Capitaland thì chúng tôi cam kết sẽ là một chủ đầu tư phát triển lâu dài ở Việt Nam. Thì ngoài những cái dự án đã và đang vận hành thì chúng tôi vừa mới đây chúng tôi đã có một cái lễ ký kết để sắp ra mắt hai dự án mới, và chúng tôi đảm bảo đây sẽ là hai dự án gây lên được tiếng vang lớn ở thị trường bất động sản trong thời gian tiếp theo.